Hello, xin chào anh Kiêm các bạn ha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sóng về giá cả của các mẫu xe AB cho anh em tham khảo ha. Hiện tại thì cửa hàng thì tiếp tục về thêm những cái màu mới em nhá. Đấy, màu mới rất là đẹp luôn. Hiện tại thì những cái màu AB thì cũng có khá là nhiều màu sắc để anh em lựa chọn rồi. Màu sơn 3D có này, màu zin cũng có luôn nhá anh em nhá. Anh chị em nào mà cần thêm những các màu sắc khác thì cái inbox số Zalo cho mình nhá. Cửa hàng thì nằm ở trên đường Hòa Lợi bên Cát Bình Dương. Anh em mà quan tâm thì inbox ngay số Zalo, bạn nhân viên sẽ ghi vị trí cho anh em để dễ hơn nhá. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ ship xe toàn quốc với anh em trả tiền mặt nhá, còn trả góp thì anh em đến trực tiếp để nhân viên ngân hàng họ lên hồ sơ góp cho mình nhá. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật giá của mẫu AB trong tháng 7 cho anh em tham khảo nhá. Hiện tại thì có cái màu mới về rất là đẹp nha. Đó, màu này thì hôm bữa cũng có về rồi này. Hôm nay lại tiếp tục về hàng anh em này. Đấy. Màu đỏ bạc đen ha. Còn này màu xanh bạc đen này. Đấy, còn đây cũng về thêm mẫu AB 160 nữa này. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cập nhật từ cái mẫu AB 125 trước nhá. 125 thì nó cũng có những phiên bản tiêu chuẩn và bản cao cấp anh em nhá. Bản tiêu chuẩn hiện tại thì nó đang mức là 42 triệu 42 triệu 100 ngàn. Khoảng 42 triệu đi ha, 42 đến 43 triệu đó bản tiêu chuẩn nhá, bản cao cấp thì nằm ở 43 triệu 700 ha. Đấy, cũng tùy theo phiên bản mà giá cả nó cũng chênh lệch một chút xíu ha. Anh chị em nào cần chi tiết hơn để tư vấn thêm về các màu sơn hay là ra biển số ở đâu, ở biển số tỉnh huyện nó cũng khác nhau một chút xíu nhá, chênh lệch chút xíu thôi. Nên anh em cần tư vấn thì inbox bạn nhân viên sẽ hỗ trợ anh em nhé. Đấy. Đây là màu sơn 125 anh em này, 125 thì đợt này thì rất là đẹp anh em ạ. Đó, rất là đẹp anh em nhá. Thiết kế nó thay đổi màu sắc một chút xíu nhưng mà thấy là đẹp ha. Đó, đầy đủ màu sắc để anh em lựa chọn. Đây, bên đây. Đó. Nói chung về kiểu dáng thiết kế thì cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà nó thay đổi về cái màu sắc sơn chút xíu ha. Đấy. Đối với bản 160 hiện tại thì giá nó cũng chênh lệch với đời cũ một chút xíu anh em nhá. Giá hiện tại thì nó đang mức là 56 triệu 690 đến 58 triệu 390 em nhá. Đấy. Đó, tùy theo phiên bản nhá. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó mức là 56 triệu 700 thôi ha. Đấy. Anh em nào cần tư vấn thêm về các màu sắc sơn thì cứ liên hệ bạn nhân viên nhá. Hôm nay thì có về thêm cái mẫu AB 160 này cũng rất là đẹp anh em này. 160 thì nó đã có trang bị ABS rồi, nên là anh em cần một chiếc xe mà có thắng ABS. Thắng ABS thì là một cái bộ ở đây. Thắng thì nó đã làm liền ở trong trong đĩa này luôn anh em nhé. Đấy, anh chị em nào cần an toàn hơn thì mình cứ chọn bản ABS nhá. Mình nói chung là mình không cần thì mình cũng có thể là lấy 125 thì cũng đủ sức đi ngày rồi. Nên em cần mà nó khỏe hơn, đi nó mạnh hơn thì có thể là chọn một bản 160. Đấy, 160 thì hiện tại thì nó cũng rất là nhiều màu sắc rồi. Anh chị em nào cần thêm các màu sắc thì cứ liên hệ bạn nhân viên sẽ tư vấn nhé. Có thể là cửa hàng thì cũng khá là nhiều cái mẫu xe nên mà không thể quay chi tiết được anh em nhé. Đấy, màu đen nhám thì bên kia có một số cái màu cũng mới về thôi. Màu đen nhám thì nó cũng nhám thì có thêm một chút vàng đồng thôi. Đó, không có gì đặc biệt. Hôm nay mình sẽ quay một số cái màu nó đẹp cho anh em tham khảo ha. Đấy, còn rất là nhiều màu đấy anh em lựa chọn luôn, màu zin, màu sơn đỏ ha. Sơn đỏ thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ sơn đỏ theo yêu cầu nhá. Anh em muốn xanh lên xanh đỏ tím vàng, cửa hàng vẫn hỗ trợ lên cho anh em được hết anh em nhá. Nói chung là lên màu thì anh em thêm một chút xíu thôi, tầm khoảng 2 triệu tiền sơn thôi. Đấy. Màu sơn thì cửa hàng vẫn bảo hành đầy đủ cho em nhá. Anh em mà cần chi tiết tư vấn thì liên hệ trực tiếp số Zalo, bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn nhá. Hôm nay thì mình cập nhật sơ qua về giá này. Còn chi tiết hơn thì anh em cứ liên hệ để được tư vấn kỹ hơn nhé. Còn bây giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.